Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hổm rài thì mình cũng không có mấy khi là nhân giống những cái cây xương rồng á, thành thử ra bây giờ thì mình mới bắt tay vào công cuộc nhân giống á. Và thành quả sau một thời gian thu hoạch thì mình cũng dư ra được 54 cái xương rồng ha. Cái này thì nó còn phát triển thêm nữa, nhưng mà từ từ mình sẽ thu hoạch sau. Còn trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm hẳn luôn một cái chỗ thu hoạch xương rồng tự động ha. Để mình đỡ phải đi hái thủ công nữa, đi hái bị nó đâm đau muốn chết luôn á. Và khu vực mình muốn làm cái chỗ farm xương rồng này thì đâu đó gần nhà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một chỗ nào thiệt là trống để chúng ta làm ha. Ui, gần nhà mình bây giờ ghét nó. Chỗ nào cũng có công trình rồi. À đây. Ngay đây luôn. Ở đây nó có cái đồi nhỏ nhỏ nè. Cái này mình mà dọn cái đồi thì nó sẽ có một vùng đất khá là phẳng ha. Được á nhờ. Đã vậy còn gần cái biệt thự nữa. Hợp lý. Rồi giờ thì lấy đồ nghề ra dọn cái đồi này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào việc làm cái chỗ farm xương rồng luôn thôi. Lấy cái xẻng thần thánh ra. Rồi đi bới đất. Bới hết cái đống đất này luôn ha. Thôi mà, cho đi ngủ đi mà. U là trời. Ủa tụi gái thanh niên giờ mời dân làng full giáp vàng ở đây vậy? Thí chủ này lạc đâu đây vậy? Ủa có phải là một bác dân làng nào đó trong làng không vậy ta? Hoang mang nhẹ nha, có một sự hoang mang nhẹ nha. Tự nhiên đâu ra thanh niên giờ mời dân làng full giáp luôn à. Mà nghề là nghề thợ rèn nó mới ác đó chứ. Thôi tạm thời thì bỏ qua vấn đề đó đi. Giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm cái máy farm xương rồng á. Ở đây thì mình sẽ sử dụng có hai vật liệu là chính thôi. Thứ nhất là cát để trồng xương rồng, và thứ hai là những cái đèn biển để mình thắp sáng lên ha. Ui nhưng mà đổi cúp cái đã. Cúp của mình đập một phát là nó hư luôn cái đèn á. Mình phải lấy cúp mềm mại thì đập nó mới giữ lại cái đèn á, không thôi là hư mất á. Và khu vực làm máy farm của mình thì nó cũng bé bé xinh xinh thôi. Nó sẽ có kích thước là 12x12 ha. Để mình tiện trang trí luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt vô đây trước. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt những cái đèn biển lên. Đó. Cái này vừa là để trang trí và cũng vừa để thắp sáng luôn á. Mình đỡ phải cắm đuốc vô bên trong á. Rồi và cuối cùng thì mình sẽ trồng. Ủa gì? Đặt cát lên rồi mới trồng được xương rồng ha. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái khâu quyết định nó không phải nằm ở đây, mà là mình sẽ đặt thêm những cái hàng rào, hoặc là những cái hàng rào sắt á, để mình có thể farm được xương rồng. Bây giờ ví dụ nha, mình đặt xương rồng đây đúng không? Khi mà nó có một block ở đâu đó ở trên này nè. Từ từ. Ví dụ xương rồng lớn lên như vậy đúng không, mà có một block ở bên cạnh thì sẽ tự động phá hủy xương rồng ha. Đây là cách để mình thu hoạch xương rồng một cách tự động á. Rồi và áp dụng cách này thì mình sẽ có thể thu hoạch xương rồng mà không cần phải động tay động chân vào ha. Giờ thì trước mắt mình cứ trồng xương rồng vô trước đi. Ui dạ. Như vậy thì một tuần thì mình sẽ trồng được 4, 8, 12, 16. Một tuần là mình sẽ trồng được 16 cây xương rồng ha. Wow, cũng tương đối đấy chứ, không quá ít. Rồi đây thêm cây nữa. Xong. Giờ thì để mình vô trong mình lấy sắt, mình làm những cái hàng rào đi. Làm tới đâu thì mình sẽ đặt hàng rào tới đó luôn á. Để không thôi hồi quên á. Mà hồi càng lên cao thì mình sẽ càng khó để đặt hàng rào vô. Đây làm cả đống luôn. Mình làm cả đống hàng rào sắt luôn ha. Tha hồ mà mình có thể lắp vào. Đây mình sẽ đặt như vậy ha. Ở đây một cái. Ở đây một cái nữa. Rồi giờ thì dùng xẻng đập ra thôi. Là được. Nói chung thì làm cái máy farm xương rồng này khá là đơn giản luôn á. Nhưng mà kết quả thì rất là bất ngờ nha. Để mình tới, mình làm xong đi. Mình nghĩ là cái máy farm xương rồng này nếu như mình chịu AFK là nó cho hơi bị nhiều luôn. Tại vì xương rồng nó rất là mau phát triển các bạn ạ. Thành thử ra sau này cái kho chứa xương rồng mình cũng phải làm cho nó bự bự á. Rồi và như vậy thì mình đã xong được một tầng rồi. Giờ thì mình sẽ chuyển sang làm cái chỗ để mình có thể thu gom xương rồng ha. Để coi nào.
mình sẽ cho nước nó tự động gom đi. Và nó sẽ gom về một góc ở đâu đó quanh đây nè. Mình sẽ đào ra để ngay chỗ này mình còn đặt những cái hopper vào á. Những cái phễu vào để mình nhặt hết tự động á. Rồi, làm thiệt là nhiều phễu luôn. 19 cái. 19 cái là hơi dư rồi đó, nhưng mà không sao. Rồi, vậy là xong cái phần hứng rồi ha. Giờ thì tới khâu chăm nước nè. Mình phải xây một cái... xây tạm thôi, cái này chắc mình sẽ xây tạm thôi ha. Để mình tránh trường hợp nước nó tràn ra bên ngoài thì phiền lắm. Ủa mà tới không ta? Ồ. Không được. Nếu mà nước ở đây thì nó chảy không có tới khúc này lận. Hay là mình chơi lớn nha, mình dùng hết là toàn bộ hopper nha. Có nên chơi lớn không ta? Hoặc có cách thứ hai là mình sẽ cho nước hai bên nó chảy vô chính giữa. Ồ, chắc mình sẽ dùng cách thứ hai đi. Là cho nước từ hai bên nó đẩy vô chính giữa này ha. Ở chính giữa sẽ là nơi mình thu gom đi. Rồi luôn, thiếu luôn rồi. Mèn đét ơi. Thiếu một cái hopper chứ. Thiệt tình luôn á, chết cả đống gì mà còn thiếu kìa. Rồi giờ thì ốp hai bên lại. Ốp ở đây nữa. A few moments later. Rồi sau khi đổ nước thì nước nó sẽ chảy như vậy ha. Giờ mình sẽ thử coi. Đó, nó đã đẩy vô trong rồi kìa. Và nó sẽ được truyền qua tới bên đây. Vậy là xong cái chỗ tự động thu hoạch rồi. Và công việc còn lại của mình là xây cái chỗ farm này lên cao thiệt là cao thôi. Càng nhiều tầng thì cái số lượng xương rồng mình thu được thì nó sẽ càng nhiều hơn ha. Mới làm được có 3 tầng à mà hết xương rồng rồi. Bây giờ phải xuống dưới lượm thêm xương rồng mà nãy giờ nó tự thu hoạch được á. Mình sẽ coi được bao nhiêu ha. Hồi nãy giờ mình làm mình thấy nó cũng rụng nhiều lắm á. Xương rồng mà nó rụng ha. Nùm nộp nè, thấy chưa? Rụng nùm nộp luôn. Quên, nó dồn qua đây nè. Đó, kìa, nó rụng thêm kìa. Quá đã luôn. Đấy, ui là trời. Mới làm có 3 tầng thôi mà nó đã tự động thu hoạch được cá đóng rồi nè. Mà thôi chắc giờ mình đi ngủ đi. Cái máy farm xương rồng nó có chút xíu à. Mà hồi Gripper nó đâu nó lọt vô trong đó nó nổ một cái là xác định luôn á. Không còn cái nịt luôn á. Và sau khi làm đủ số tầng mà mình mong muốn, tổng cộng là 6 tầng á. Thì bây giờ chắc mình sẽ bắt tay vào cái công đoạn trang trí thôi. Vì đây là một cái máy farm xương rồng á, nên mình sẽ xây trang trí bằng một cái cây xương rồng khổng lồ ha, bao quanh cái chỗ máy farm này. Để nhìn phát là biết luôn đây là cái chỗ farm xương rồng ha. Vật liệu xây dựng thì chắc mình sẽ sử dụng bê tông ấy, bê tông là chính. Tại vì bây giờ mình đã có màu xanh lá mạ khá là nhiều từ những cây xương rồng rồi, nên bây giờ mình sẽ sử dụng bê tông màu xanh ha, để chúng ta có thể trang trí cho cái chỗ farm xương rồng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào xây luôn thôi. Cái này thì mình sẽ đan xen giữa màu xanh lá mạ. Ui, cái tháp này cao dữ ta. Thôi mình bắt đầu từ góc bên này trước đi. Mình sẽ đặt lần lượt là màu xanh lá mạ trước nè. Rồi, ui. Không phải xanh lá mạ. Xanh lá cây trước. Đây, xanh lá cây. Rồi tới xanh lá mạ nè. Rồi tới xanh lá cây. Một block plan. Rồi tiếp tục là xanh lá mạ ha. Để mình tạo ra cái họa tiết giống như cái màu của cây xương rồng nhất có thể luôn. Đó. Và cuối cùng là xanh lá mạ ha. Cái này nó lẫn lộn hoài luôn á. lá mạ lá cây một hồi là lú thiệt á. Đây, lá cây. Đó, đây chính là họa tiết của cái cây xương rồng đó. Cứ như vậy mà mình sẽ kéo thẳng lên tới cái ô cao nhất trên đó ha. Đó là cái điểm mốc mà mình làm dấu rồi đó. Xây cao lên tới trên đó đủ 4 mặt luôn nha. Ui, cửa rài sao toàn là quái, nó mặc full giáp không à. Hết mặt full giáp vàng rồi tới mặt full giáp lưới này. Ui ghê thì tới hồi đi ngủ đi. Mỗi lần làm việc là cứ bị cà khịa thôi. Cái gì mà sét đánh đùng hoài vậy? What the hell? Oh my god. Đây không phải là con zombie Batman bình thường đâu. Là một bé heo mà bị sét đánh trúng á. Ô là trời. Nguy hiểm thiệt. Thư giữ nó rồi. Trời sao một cơn mưa thì các bạn thấy chưa? Rất là nhiều. Thứ tác hại luôn á, hơn là không có đánh trúng mấy cái nhà của mình. Tại vì hầu hết mấy cái nhà mình xây toàn là dùng gỗ thôi. Mà đánh trúng một phát là xác định luôn á.
Vô để mình quan sát kỹ coi có đánh trúng cái công trình không trời. Họ quay lại cái nhà mình sáng nhất khu vực này là xong luôn á. Và sau khi xây cái bức tường xương rồng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến cái khâu trang trí ha. Tại vì xương rồng thì nó sẽ có những cái gai á. Cái gai xương rồng thì chắc mình sẽ sử dụng những khối thạch anh để mình lắp nó ngẫu nhiên thôi á. Dài từ dưới lên tít ở trên luôn để cho nó giống cây xương rồng nhất có thể. Ổn chứ nhờ. Nãy giờ mình đặt kiểu random á nên sợ nó bị dày quá. Ồ. Cũng giống cái xương rồng phết đấy chứ. Ấy cha cha. Được của nó đây. Ồ nhưng mà giờ hơi nhiều quá nha. Né né ra thôi, dạng giáo gớt đè gãy chân bây giờ nè con xương này. Đi ra chỗ khác. Để mình dọn hết mấy cái dạng giáo cái đó, nhìn một cách tổng quan hơn á. Mình nghĩ là đã khá là giống rồi đó. Cây xương rồng cổ thụ là đây chứ đâu. Siêu to khổng lồ luôn. Ê Ripper né ra cưng. Láo nháo là cho hút cháo liền. Rồi như vậy thì mình đã xong cái khâu trang trí rồi ha. Nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa có cái lỗ để mình có thể gọi là gom mấy cái xương rồng sau khi mà thu hoạch á. Nên bây giờ mình sẽ đào đây ra hai ô. Mình sẽ đặt vô đây là hai cái rương ha. Để mình có thể lượm những cái xương rồng sau khi thu hoạch nè. Ui cha, mấy con quái này nó làm phiền quá. Mệt mỏi với mấy con quái luôn á. Đi ngủ đi cho chắc. Thấy chưa? Làm ý là mình làm cái chỗ này gần nhà đó nha. Chắc tại là một phần mình chưa có thắp đuốc đầy đủ á. Nên bây giờ quái nó khá là lộng hành luôn. Rồi mình còn hopper không ta? Mình lại hết hopper rồi. Hết mấy cái phễu rồi. Nếu mà mình đặt ở đây thì mình lại không có mở ra được. Mình phải đặt cái rương ở đây nè thì mình mới mở ra được. Nhưng mà mình còn thiếu hai cái phễu ha. Để bây giờ mình lấy hai cái phễu mình gắn vô đây nữa là xong cái chỗ farm rồi đó. Rồi giờ thì mình sẽ gắn hai cái phễu vô đây nữa là xong cái chỗ farm của mình rồi ha. Quá là tiện lợi luôn. Và bây giờ để cho cái cây xương rồng của mình nó kiểu như nhìn nó dễ thương hơn á thì mình sẽ trang trí một tí ha. Mình sẽ làm một ít cái banner. Mình sẽ làm cái màu này đi nha. Được không? Màu này hay màu này? Chắc mình sẽ làm cái bên đây đi. Ok, cho màu trắng vô. Để mình làm một cái khuôn mặt á. Cái này gọi là... Nè nè nè, các bạn thử hình dung nha. Đây đây đây, khuôn mặt nó sẽ trông như vậy. Nhìn khá là đáng yêu á. Theo như mình thấy là vậy ha. Rồi, giờ thì trèo lên trên đó để gắn vào thôi. Ui, cái đây. Ow, bị ám sát. No, 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 no. Xếp, xém nữa là mình trèo lên thì bị bắn gớt xuống rồi. Con xương này nó núp ở dưới gốc cây này sao nè, không để ý. Trời đất ơi, nguy hiểm thế. Rồi, mình sẽ đặt mắt của bé xương rồng đâu đó quanh đây thôi ha. Tầm tầm này, đi. Coi cái khoảng nào là thích hợp đây. Nếu mình đặt mắt ở đây thì mình sẽ cho bớt mấy cái phần gai này ra đi. Rồi, đặt đây một con mắt. Đây một con mắt. Cho nó ngang nhau nha. Nope. Ui chết 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 chết, bị méo rồi. Bị méo rồi. Đây mới đúng. Đó, giờ tới cái miệng ha. Cái miệng sẽ ở đây. Ý. Ôi nhưng mà gì thì không được không được. Cao lên xíu đi. Đó. Nhìn hơi bị dễ thương luôn. Ô là trời. Vậy cũng được nữa. Ôi xa quá thì không thấy. Xa quá thì không thấy được. Nhưng mà lại gần thì sẽ thấy ha. Đó. Đây giống như là khuôn mặt ha. Được của nó đây. Đã nhờ, đã nhờ. Rồi như vậy thì hôm nay mình đã làm xong được một cái chỗ farm xương rồng. Và trang trí bên ngoài nó hình một cái cây xương rồng rồi ha. Nhưng mà có vẻ là phía trên đỉnh này á, mình vẫn chưa có thắp đuốc á. Nên thành thử ra mình sẽ có hai cái lựa chọn ha. Một là gắn thêm đèn biển ở phía trên nóc này. Hai là thắp đuốc. Mà mình nghĩ là mình sẽ gắn đèn biển thêm á. Gắn đèn biển lên đây thì nó sẽ liền lạc hơn ra. Nhìn nó sẽ đẹp hơn á. Rồi giờ thì mình sẽ thử AFK tầm bao lâu vậy ta. Lần trước thì bên kia mình AFK 1 tiếng thử á. Ok giờ mình sẽ thử AFK 1 tiếng á. Rồi coi số lượng
xương rồng mà thu hoạch được trong một tiếng sẽ là bao nhiêu nào? A few moments later. Rồi, chập 2. Ôi trời trời trời, mới vô. Mới vô mà xét đánh gì đùng đùng nữa rồi. Cái map mình nó bị làm sao rồi, nó cứ mưa miết à. Không hiểu luôn. Rồi, dưới đây có mấy đệ tử mình đợi sẵn nè. Gình gình cái gì? Người ta mới hết áp cả cái... Gình gình hả? Nguy hiểm nha. Thôi chắc mình đi ngủ thôi. Trời này nguy hiểm cực kỳ luôn. À, được của nó đấy. Kiểu này là mình phải tranh thủ. Mình nâng cấp cái kho lên rồi. Chứ không thôi là như đây là chứa không nổi đó. Ui mà bây giờ trời mưa mà có sấm sét thì mình có thể dùng cây đinh ba của mình á. Đúng rồi, mình còn cái thanh tụ. À, mình còn cái thanh tụ rất rất kinh khủng. Phantom, phantom. Chạy. Không thôi nó dí mình á. Nhịn nó xíu đi, để mình qua mình kiếm cái bé dân làng lần trước đâu. À đây rồi, lần trước mình phóng đinh ba hộp đây rồi. Lần này thì xác định nha. Thành công. Và mình sẽ dùng chính cái đinh ba này để tiêu diệt phù thủy luôn. Không để phù thủy ám hại mấy bé dân làng được. Phù thủy thấy vậy chứ nguy hiểm lắm. Một cái nữa. Ui bá chơi đồ kìa. Chơi đồ nè, hư hỏng nè. Dân làng thì không chịu làm việc. Tới hồi thành phù thủy thì bắt đầu chơi đồ. Các bạn thấy thanh niên dân làng đó hư hỏng không? Phải trừng phạt liền. Ui còn có xương full giáp vàng nữa. Không biết là có khi nào một hồi mình gặp con zombie mà full giáp kim cương luôn không ta? Hôm nay mình gặp quái mà mặc giáp đầy đủ như vậy là hơi bị nhiều rồi đó. Sau khi trời quang mây tạnh thì hôm nay mình sẽ cố gắng để hoàn thành nốt một cách thành tựu. Mà hổng rài mình cũng đang cố gắng thực hiện nhưng mà chưa có làm được á. Đó chính là cái thành tựu là mình sẽ kiểu như là... Đâu rồi? Nó đâu? Nó đây luôn. Mình cần phải săn tất cả các con quái vật ở trong Minecraft á. Hiện tại thì mình đã săn được 31 trên 34 rồi. Còn 3 loại quái vật nữa mà mình chưa có săn được. Để bây giờ thì mình sẽ... đi đến cái con quái vật đầu tiên. Ê. Oh no. Oh my god. Chơi mình vừa lại. Trời ơi nó bắn chết ngựa xương rồi. Khốn kiếp. Ôi. Ôi không, trời ơi. Thiệt tình luôn á. Mình lỡ tay. Ngựa nhảy lên cái mình lỡ tay mình bắn chết ngựa luôn rồi. Trời đất ơi. Vậy là bốn ngựa xương, bây giờ thì chỉ còn có 2 ngựa xương thôi. Ui. Cái gì nữa vậy? Ôi không. Thanh kiếm này đã sát hại 2 ngựa xương rồi. Thanh kiếm hư hỏng, cái tay hư hỏng này. Thôi, xin lỗi cưng nha. Mấy người anh em của cưng anh đã cố gắng rồi nhưng mà rất tiếc. Mấy em rất tốt nhưng anh rất tiếc ha. Trời ơi. Chuyện xui gũi mình không có muốn mấy bạn ơi. Thiệt tình luôn á. Dù sao thì chuyện nó cũng đã lỡ xảy ra rồi. Cũng đâu có gỡ gạt được gì đâu. Thôi thì... mình tưởng niệm mấy em ngựa xương đó lại một tí đi ha. Chuyện này hơi su, anh cũng không muốn đâu. Thiệt chứ nay mình bị làm sao á. Áp ca lâu xong vô lại game cái bị bị hơi cứng tay. Xử lý vào đó nó hơi còng cờn một tí. Mới dẫn tới cái chết của 2 3, nó chính xác là 3 ngựa xương ha. Thôi thì bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ để tưởng niệm ngựa đi. Ở đây thêm một cái nữa. Đây là cái thánh giá ha. Rồi xây hàng rào luôn. Toan thật sự. Thôi, tuy mấy em này mới nằm xuống nhưng mà mình vẫn cho xanh cỏ ha. Xanh cỏ rồi, mấy em ngựa xương xanh cỏ rồi. Đây cho thêm một chút ở đây nữa. Rồi đó nha. Hy vọng là mình đã chuột được một chút nào đó lỗi lầm ha. Còn bây giờ vẫn còn một ngựa xương nè. Thành thử ra mình sẽ gán gìn giữ ha.
không để ngựa xương này phải chịu đấm ăn xôi giống như hồi nãy mình lỡ tay đâu. Mình hứa luôn á, mình sẽ cẩn thận hơn, không có tác động vật lý vô ngựa xương ha. Đây, ngựa xương đeo im vô đây. Rồi, vô trong đây ở chung với mấy ngựa thường nè, cho đỡ buồn. Rồi, vô đây nha, đừng buồn nghe. Thiệt tình luôn á, sao cảm thấy có lỗi ta, tự nhiên nay cảm thấy có lỗi ngang luôn á. Tính đi làm cái thành tựu mà tự nhiên giờ thấy mình có lỗi quá à. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại với chuyên môn là làm cái thành tựu thợ săn quái vật này ha. Và mình đã ghi ra cái danh sách những quái vật mà mình đã tiêu diệt rồi. Và danh sách này hiện tại đang thiếu 3 con. Và một trong số đó chính là cái con Guardian. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Tại vì trước giờ mình chỉ farm bằng cách là dùng cái lửa trại mình nướng nó thôi, chứ mình chưa có trực tiếp dùng cây kiếm này hoặc là bất kỳ vũ khí nào để mình giết nó đó. Nên thành thử ra Guardian vẫn là một trong những con mà mình chưa có tiêu diệt được ha. Nhưng không sao, cái gì chứ bao giờ muốn tiêu diệt bao nhiêu con mình tiêu diệt cho. Mình có hẳn một cái chỗ farm Guardian mà, nên cái này thì khá là dễ giải quyết ha. Giờ thì đáp xuống như này. Đó đó, nó gớt xuống rồi kìa, nó gớt xuống rồi kìa. Rồi mình ở đây mình phóng vô thôi. Phóng vô. Chết con nào chưa vậy? Chết con nào chưa? Như có chết rồi đó, như có chết rồi đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ha. Hồi nãy là 31 rồi đúng không? Giờ nếu mà lên 32 là đúng. Đó, nó đã lên 32 rồi kìa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, xong một con rồi ha. Giờ thì mình sẽ về nhà. Không, nó chính xác hơn là đi qua thế giới kết thúc luôn. Mình sẽ qua bên bển để mình lấy thật là nhiều ngọc Ender. Rồi sau đó chúng ta sẽ chơi trò chơi may rủi ha. Đó chính là phóng ngọc Ender đến khi nào mà nó xuất hiện ra cái con rận Ender thì thôi nha. A few moments later. Về thôi, về thôi. Về để mình còn chế tạo ra những cái trái táo vàng nữa, hoặc là thuốc hồi phục, thì mới đủ sức để phóng cái ngọc Ender được. Phóng ngọc Ender nó tốn máu dữ lắm luôn. Coi lần trước mình chế tạo thuốc nó còn dư không ta. Thuốc hồi phục mình có dư một bình, thì mình sẽ lấy một bình thôi ha. Tại vì mai mốt mình còn dùng tiếp á, có nên lấy thêm bình nữa không ta. Thôi lấy một bình thôi. Tiết kiệm, tiết kiệm. Chơi đồ mà cũng phải tiết kiệm chứ, không thể chơi phung phí được. Ủa, mình có thể tăng cái thời gian của nó lên nữa. Đúng. Sẽ tăng cái thời gian của nó lên ha. Bằng cách mình sẽ cho ồ, tăng thời gian hay là tăng cấp độ nó lên vậy ta. Mình sẽ có hai lựa chọn á. Mình sẽ tăng cái khả năng hồi phục đi, thành hồi phục cấp độ 2 luôn ha. Hồi phục cho nó dữ. Hồi phục cấp 1 thì nó hồi hơi lâu á. Rồi rồi, hồi phục cấp 2 đây rồi. Chiến thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phóng cái ngọc Ender này đến khi nào mà nó spawn ra cái con rận Ender thì thôi ha. Cái này hơi căng á nha, hơi bị đau á. Phóng. Thốn nha. Mà hên mặc full giáp Netherite á, nên nó cũng không có mất quá là nhiều máu. Ăn vô cái. Lấy sức để phóng tiếp. Tiếp tục. Rồi, ra đi. Xuất hiện đi con rận Ender. Nó xuất hiện rồi. Giờ thì mình sẽ gán tiêu diệt nó ha. Một hit duy nhất thôi. Headshot nó liền. Và như vậy thì mình đã xong cái thành tựu. Chưa. Gần xong thôi. Mình đã tiêu diệt được 33 trên 34 rồi. Còn đúng một con duy nhất thôi. Và con duy nhất mà mình cần phải tìm trong ngày hôm nay, nó là một cái con ở dưới địa ngục nha. Nhưng mà mình phải bắt buộc lôi nó lên trên đất liền thì mới làm được, mới thịt được. Không thịt nó ở dưới địa ngục được. Đó chính là cái con Hublin phiên bản ở trên thế giới thường ha. Hình như lên thế giới thường thì nó sẽ thành cái con Jolin thì phải. Ừ, hình như vậy á. Kiểu nó biến thành thay ma, con lợn thay ma. Nên bây giờ mình cần phải lôi nó lên trên thế giới thường một chuyến á. Muốn tìm con Hublin dễ thì mình chỉ cần đến mấy cái vùng mà nấm kỳ dị như vậy nè, là rất là dễ gặp mấy con Hublin luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải dụ nó vô cánh cổng bự bự thì mới được. Ủa, con này vô cánh cổng bình thường nó có chịu chui vô không ta? Mình sẽ test thử ha. Từ từ nào nhóc, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Ui,
Ow, 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 nó không chưa, nó không chưa kìa. Nó hút mình, ow. Hùng thế, hùng đi, hùng giữ đi mà hồi mình cũng thịt nó thôi. Cho nó đùa quẩy xíu đi. Nó hút cũng đau lắm á nha, mình chưa có full giáp nên nó hút rất là đau luôn. Rồi, gắn hoàn thiện cái cổng nào. Rồi, giờ đưa hút lên đi du lịch nha, hút lên. Nay đi du lịch nha. Rồi, chú qua đây, chú qua đây. Vô. Ý, con ngon vô đây nè. Ủa sao chạy? Hình như hút Linh sợ vô cổng đi ngục hay sao á. Ê, hello. Ui. Dạ dạ dạ. Hút Linh giận, hút Linh. Kìa, hút Linh không dám chạy vô cánh cổng đi ngục. Thanh niên sợ lên, lên thế giới thường. Kìa kìa, các bạn thấy không? Nghiện mà còn ngại nữa. Lại đây đi. Vô trọng đi mà, ngại gì không biết, đi. Đi đi mà, ngại gì, đi đi. Ui, ui. Con nhỏ mắc cỡ kìa. Ngại ngùng nữa chứ. Đi vô cổng địa ngục đây, đi du lịch nè. Hay là cổng nhỏ quá ta. Ừ, nhiều khi cái cổng nhỏ quá. Rồi, mình gào lại luôn, không cho hút Linh quay xe luôn. Chết hút Linh chưa, chiếc này hút Linh bị bắt cóc rồi. Chạy đâu nhóc ơi. Thiếu block, thiếu block. Không cho hút Linh chạy luôn. La làng kìa, đang la làng kìa. Giờ thì không ai cứu được hút Linh đâu. Ai biểu liền chi. Lì ha, lì. À, còn khúc này nữa. Khúc này mình cũng cần phải gào lại. Không tao hút Linh chuồn á. Rồi xong phim. Giờ không chịu cũng mới chịu thôi nhóc ơi. Đi nào, đi nào. Ngại ngùng gì. Ngại ngùng làm chi bé ơi. Ok, không chịu vô hả. Vô đi. Ủa tính ra đưa hút Linh về, về thế giới thường khó lắm ấy. Không phải muốn đưa là đưa được đâu. Bây giờ mình bực lắm mà, mình làm một cánh cổng ở đây luôn cho con hút Linh chạy kiểu gì. Không chịu thì cũng phải chịu bé ơi. Nay bé tới số rồi. Xác định bé rồi. Đang kêu la thảm thiết kìa, có ai lấy tiếc đâu mà kêu la vậy không biết. Bậy à, con đó bậy á. Bậy rồi nha. Bậy rồi nha. Bậy rồi nha gác. Rồi giờ đẩy hút Linh vô trong xíu. Rồi. Tới công chuyện nữa, tới công chuyện nữa. Chuyên mục thịt hút Linh chuẩn bị nè. Ôi. Ê. Hello bé cưng. Rồi, ôi ôi. Hút Linh nó biến thành Zoo Linh rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây là thời khắc quyết định. Bây giờ mình cần phải tiêu diệt Zulin thôi. Bằng mọi cách thôi. Tuy mình cũng có một chút thời gian bên nhau nhưng mà nó không đủ để anh tha cưng đâu. Tạm biệt Zulin. Bye bye. Và mình đã xong cái thành tựu thợ săn quái vật rồi ha. Trời đất ơi. Tội nghiệp thiệt. Vì một cái thành tựu thôi nên mình cũng không muốn đâu ha. Đây cũng là lần cuối này, coi như lần cuối mình hành hạ động vật. Nhìn cũng tội nghiệp lắm luôn á. Nhưng mà thôi, lỡ rồi. Ui, ui. Giờ thì chắc mình sẽ bay về nhà ha. Cái này chắc nó cũng khá là xa nhà mình đây. Để mình bay mình khám phá thử coi, cái núi này cao quá. Nhìn muốn khám phá ghê á. Ui. Nó cao thiệt. Này. Nó cao hơn cả mây á. What the hell? Tầng 225. Wow. Cái này xây nhà trên đây là sáng ngày nào cũng được ngắm mây luôn á. Đúng kiểu đi săn mây trong Minecraft luôn. Ồ, đá vậy trên đây. À. Bây giờ mình biết rồi. Ở trong phiên bản mới này á, nếu mà mình muốn đào sắt nhiều hơn á thì mình nên tìm những ngọn núi giống như vậy á. Mấy ngọn núi cao này dễ gặp sắt cực. Này.
Bây giờ mình sẽ thử đào sơ sơ coi trên cái núi này mình sẽ đào được bao nhiêu sắt nha. Đã chưa, đã chưa, mới đào có nhiêu chút xíu mà được một stack rồi, một tí tẹo luôn á. Không có mấy phẩm sắt mà lên núi này đào cũng mau giàu nữa. Trên đường về thì mình có cố tình đi xa hơn một xíu để mình tìm những cái vùng đất mới á. Nhưng mà có vẻ mình không đủ may mắn để gặp thêm những cái vùng đất mới rồi. Đa số là toàn là những cái chỗ mà mình đã kiểu như là đi qua rồi ha. Khá là đáng tiếc luôn. Khúc này gần về tới nhà rồi nè. Đó, 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 tới nơi, tới nơi. Yes, cuối cùng người cũng về tới nhà. Chuyến đi này hơi xa nha. Rồi, và nói chung trong ngày hôm nay thì mình cũng đã hoàn thành xong được một cái dự án khác á. Đó chính là một cái chỗ để mình có thể farm được xương rồng, thổi con gà mái luôn. Đồng thời thì cái thành tựu thợ săn quái vật mà hổm rày mình cố gắng làm cũng đã được thực hiện rồi ha. Sắp tới thì mình sẽ chuyển sang làm những cái thành tựu ẩn ha. Nó không có sẵn ở trong này, nhưng mà mình làm thì nó vẫn có thành tựu cho mình. Cái đó khá là hay luôn á. Để sắp tới mình sẽ cố gắng làm những cái thành tựu ẩn khó khó để cho các bạn xem ha. Rồi, và mong rằng mình sẽ sớm tìm được những cái vùng đất cuối cùng để hoàn thành cái thành tựu phiêu lưu của mình luôn thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha. Còn bây giờ thì bye bye.